à, Mai Magic tiết lộ bí mật vĩ đại các anh chị nhé. Và hôm nay thì chúng ta sẽ đến với ngày tiếp theo, ngày số 15, phép màu cải thiện mối quan hệ đúng không ạ? và trước khi bắt đầu với buổi dung ngày hôm nay à, thì chúng ta sẽ tiếp tục à, thực hiện cái quy trình đó là gì đó là rắc bụi phép màu à, cho cái kết quả mà mình mong muốn đạt được các anh chị nhé à, anh chị mong muốn được cái kết quả gì trong buổi sáng ngày hôm nay à, trong ngày hôm nay hoặc là kết quả, kết quả về tài chính trong tháng 9 năm 2023 các anh chị nhé đúng không ạ à, vậy và, và bây giờ thì chúng ta hãy nhắm mắt lại và quyết định cái kết quả mà chúng ta mong muốn các anh chị nha rồi, ok các anh chị ha, à, chúng ta cùng quay trở lại à, à đúng không ạ, à, rồi ngày hôm qua thì chúng ta đã đi qua một ngày nhiệm màu rồi các anh chị à đúng không ạ À, và đây là một cái thói quen của người thành công à, đây là cái điều mà thanh an cùng với các anh chị à, cùng phải rèn luyện các anh chị nhá à, đó là gì đó là trước khi một cái ngày mới diễn ra chúng ta phải biết được là à, ví dụ như tối hôm nay à, ngủ thì ngày hôm sau là ngày mới đúng không ạ à, thì các anh chị phải biết được là cái mục tiêu cái kết quả mà chúng ta trong cái ngày hôm đó chúng ta đạt được là cái gì đúng không ạ À, và người thành công gọi là gì người thành công gọi đó chính là một cái kế hoạch trong một ngày à, chúng ta có kế hoạch trong một ngày Các anh chị nhắc à, và sao à, và chúng ta viết ở cái thì hiện tại viết ở cái thì đã diễn ra rồi để làm sao để chúng ta ứng dụng sức mạnh tiềm thức chúng ta ứng dụng luật hấp dẫn để thu hút được nguồn lực đến với chúng ta đúng không ạ và khi mà chúng ta tập trung thân tâm trí của mình và khi mà chúng ta tập trung tìm kiếm các anh chị À, khi chúng ta tìm kiếm cái điều gì thì cái điều đó nó mở rộng à, mình sẽ thu hút được rất là nhiều những nguồn lực tới à, và tất nhiên là sao tất nhiên là tư duy của chúng ta phát triển thì những cái kỹ năng của chúng ta những cái tư duy của chúng ta chúng ta mới nắm bắt tốt được những cái nguồn lực để giúp cho chúng ta hoàn thành được mục tiêu được không ạ và sao ạ à, và mình phải trao được giá trị cho thị trường À, mình trao được giá trị cho thị trường bao nhiêu thì nó tương xứng với cái kết quả nó tương xứng với cái thu nhập của mình à, vậy nên đây là một cái thói quen các anh chị nhá à, đây là một cái thói quen khi mà một ngày chúng ta mở mắt ra à, chúng ta chưa biết được rằng hôm nay chúng ta cần phải làm cái gì à, anh chị nhớ nè tiềm thức của mình đó, được cài đặt theo cái hướng là gì được cài đặt theo cái hướng là làm theo mục tiêu À, đúng không ạ, à, phải có mục tiêu các anh chị. Còn nếu như á, mà không có mục tiêu á, thì tiềm thức của chúng ta sẽ có xu hướng là đi chơi. À, có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình không biết làm gì trong ngày hôm nay hết. À, rồi mình thấy là sao? Mình thấy mình cứ loay hoay, loay hoay từ sáng đến tối, à, xong sao? À, xong kết thúc một ngày cuối cùng mình không đạt được cái điều gì hết trơn. Á cho nên là sao? À, cho nên mình phải có kế hoạch một ngày à, và mình phải viết ở thì hiện tại, được không ạ? À, cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn à, vì à, vì điều gì? là vì mình đã đạt được kết quả gì trong buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, buổi tối à, và mình đã đạt được những cái kết quả gì về khía cạnh sức khỏe, khía cạnh tài chính, khía cạnh mối quan hệ, đúng không ạ? À, hay là anh chị gặp đối tác hay là anh chị ký kết những hợp đồng lớn như thế nào đó? À, nên các anh chị nhớ nha đó là gì đó là chúng ta thực hành và chúng ta hãy chia sẻ lại cho những đứa con của mình à, con của mình mà ngay từ lúc nhỏ có được cái thói quen của mình á thì An nói với các anh chị rằng á à, những đứa trẻ sẽ trở thành một những đứa trẻ cực kỳ tuyệt vời những đứa trẻ cực kỳ khác biệt so với những đứa trẻ khác luôn 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 sống với mục tiêu các anh chị luôn luôn sống với mục tiêu À, và người mà sống với mục tiêu thì sao? À, thì trong mỗi cái hành động của họ, trong mỗi cái lời nói, trong mỗi cái à, trong mỗi cái việc làm của họ đều hướng tới cái mục tiêu, à, được không ạ? À, và tiết kiệm được rất là nhiều thời gian, tiết kiệm được rất là nhiều công sức. còn nếu như mà sao? nếu như mà mình sống không có mục tiêu á, thì nó rất là tốn thời gian, rất là tốn công sức và rất là tốn thời uh, tiền bạc anh chị, đúng không ạ? À, và anh chị sống có mục tiêu giống như là anh chị đi ra ngoài đường mà anh chị có cái điểm đến ấy. thì mình sao mình biết cái điểm đến thì mình cứ chạy là mình tới cái điểm đó thôi à, còn nếu như mà mình ra ngoài mà mình không có điểm đến ấy, thì mình sẽ không biết là mình đi đâu hết trường à, mình cứ đi lang mang lang mang lang mang đúng không à, vậy nên đó, chúng ta hãy ứng dụng cái điều này ừ, để làm gì ạ để chúng ta còn chia sẻ lại cho con cái của chúng ta nữa các anh chị nhé ừ, chúng ta chỉ lại cho con cái chỉ lại cho người thân chỉ lại cho những người bạn xung quanh của chúng ta để làm gì? Để luôn luôn chúng ta sống có mục tiêu. Tiềm thức của chúng ta hướng tới những cái điều tích cực các anh chị nhé. Thay vì là hướng tới những cái điều không tích cực. Đúng không ạ? Nếu như mà anh chị cứ liên tục đưa ra những cái mục tiêu thì tiềm thức của chúng ta sẽ tập trung vào những mục tiêu. Nhưng nếu như anh chị không có mục tiêu thì tiềm thức sẽ theo xu hướng là gì? Tập trung những cái điều không tích cực và sao à, và kéo anh chị đến những cái điều không tích cực à, và tất nhiên là sao à, tất nhiên là khi mà mình à, kéo đến những cái điều không tích cực ấy thì nó sẽ thu hút đến cuộc đời của chúng ta à, được không ạ và ngày nào mình cũng sẽ cảm thấy là bất an ngày nào mình cũng cảm thấy là không được à, an tâm hay anh chị nha à, được không ạ cho nên là sao cho nên là mình hãy giao việc cho tiềm thức của mình đừng để tiềm thức của mình đi chơi à, đừng có để tiềm thức của mình đi theo những cái hướng không tích cực nữa mà sao mà ngày nào mở mắt ra thì mình cũng hãy giao việc cho tiềm thức của mình hết trơn ha. Ngày nào mở mắt ra cũng có việc à, cho tiềm thức của mình một cách hết sức là rõ ràng. Được không ạ? Vậy nên là chúng ta hãy sống có mục tiêu các anh chị nhé. Và có mục tiêu thì sao? Có mục tiêu không thôi thì vẫn chưa đủ. À, có mục tiêu không thôi thì vẫn chưa đủ. À chúng ta có mục tiêu, à chúng ta cộng thêm cái niềm tin thì chúng ta mới hành động mạnh mẽ được. Vậy thì cái niềm tin À, làm sao để chúng ta có niềm tin nè các anh chị? Ừ. À, làm sao để có niềm tin ạ? À, chúng ta có niềm tin thông qua cái việc đó là gì? Đó là cái việc chúng ta hình dung tưởng tự sống như thể đã đạt được rồi, à, đúng không ạ? Nó sẽ sinh ra một cái cảm xúc rất là chân thật. À, nó sẽ sinh ra cái cảm xúc giúp cho các anh chị làm sao? À, như thể là mình đã đạt được cái mục tiêu đó rồi à, và cái điều này anh chị cứ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại thì sao? Thì nó sẽ trở thành cái niềm tin cái điều gì mà anh chị cứ nghe đi nghe lại, lặp đi lặp lại của các anh chị thì nó sẽ trở thành niềm tin, đúng không ạ? À, và mình phải hiểu cái điều này để làm gì? để mình ứng dụng, ứng dụng vào trong cuộc sống của mình, đúng không ạ? và khi mà mình hình dung, tưởng tượng có một cái, à, có một cái cảm xúc rất là chân thực á, thì tiềm thức của chúng ta thì sao? à nó mới thu hút những cái nguồn lực. bởi vì sao? bởi vì suy nghĩ tạo ra cảm xúc, cảm xúc tạo ra hành động và hành động tạo ra kết quả khi mà anh chị có cảm xúc chân thật thì nó mới dẫn tới hành động, à, Đúng không ạ? À, và tiềm thức của các anh chị tin rằng sao? À, điều này là đúng rồi. À, cái điều này này là cái điều mà anh chị đã có đây này. Và khi mà tiềm thức nó tin rằng á, điều này nó đã có, điều này á đã trở thành sự thật á, thì cái niềm tin của các chị tăng cao, thì hành động của các chị sẽ hành động rất là mạnh mẽ, được không ạ? Và thông qua cái hành động của mình, mục tiêu mà cộng với cái niềm tin của các chị anh chị hành động rất là mạnh mẽ rất là năng lượng và sẽ giúp cho chúng ta dễ dàng đạt được mục tiêu hơn còn nếu như mà chúng ta thì sao chúng ta có mục tiêu nhưng mà chúng ta không có tin sợ à, chúng ta sợ rằng mình không có làm được à, sợ rằng trời ơi không biết có làm được hay không trời ơi không biết cái điều này nó có đúng hay không à, rồi làm sao mà làm được à, nếu như mà cái mục tiêu mà trên cái hành trình mình đi cộng với cái nỗi sợ cộng với cái sự nghi ngờ thì nó sao? thì nó dễ sẽ dẫn tới cái hành động của mình nó không có được mạnh mẽ, hành động trong nghi ngờ, hành động cầm chừng, hành động một cách trì hoãn. À, thì đến khi nào mình mới đến đích được các anh chị? đến khi nào mình mới tới nơi được ạ? À? đấy. cho nên là sao? cho nên chúng ta hãy tập dục một ngày nhiệm màu để làm gì? để chúng ta sống có mục tiêu. À, chúng ta sống có mục tiêu, mục tiêu cộng với niềm tin và hành động mạnh mẽ, tập trung vào cái điều mà mình mong muốn, trao thật nhiều giá trị cho thị trường và cái chìa khóa ở đây đó là gì? đó là chúng ta hãy trao thật nhiều giá trị cho thị trường à, thì chúng ta sẽ nhận lại được một cái khoản tương đương à, và bao nhiêu trong số tất cả các anh chị hiểu được cái điều mà thanh an vừa chia sẻ ừ. à, chứ còn mình ngồi mình không mình chỉ có ngồi tưởng tượng không thôi mình không có trao giá trị được cho thị trường thì chả có chuyện gì xảy ra đâu ừ, Chả có chuyện gì xảy ra cả được không ạ à, khi mà mình tưởng tượng có cảm xúc ấy là sao là vũ trụ bắt đầu thu hút được những cái nguồn lực đến cho mình. chẳng hạn như là à, anh chị rất là khao khát à, để thay đổi được cuộc sống của mình làm sao để tốt hơn đây à, thì anh chị sao? À, và khi mà cái niềm khao khát của các anh chị sinh ra cái cảm xúc đó làm cho các anh chị thao thức này từ sáng đến tối từ sáng đến tối làm cho mình nhớ tới cái mục tiêu này à, và bên trong của mình đó, nó có một cái động lực để giúp cho mình thúc đẩy mình phát triển à, đúng không ạ à, thúc đẩy các anh chị là sao thúc đẩy các anh chị là phải đi học hỏi, phải đi phát triển thôi. Cho nên là những người bạn của các anh chị mới gặp được chúng ta, đúng không? Và hiện tại thì sao? Hiện tại thì mình đang có mặt trong những buổi dung của câu lạc bộ trí tuệ đỉnh cao, đúng không? Đấy. Và mọi thứ đâu có phải là ngẫu nhiên đâu, đúng không các anh chị? Khi mà các anh chị đang ngồi đây, khi mà thanh an đang ngồi đây, khi mà chúng ta đang ngồi cùng với nhau thì sao? Thanh an là tiềm thức của các anh chị. À, và các anh chị cũng là tiềm thức của Thanh An Đúng không ạ Vậy thì anh chị đã ra một cái quyết định nào đó à, Thì ngày hôm nay Mình mới ngồi chung với nhau à, Một cái buổi dung như thế này à, Đúng không ạ à, Thanh An là tiềm thức của các anh chị Thanh An đang chia sẻ những cái điều Mà anh chị đang mong muốn Để giúp cho các anh chị đạt được mục tiêu Và anh chị cũng là tiềm thức của Thanh An à, Bởi vì sao Bởi vì Thanh An cũng rất là mong muốn Làm sao để mình có thể trao được nhiều giá trị Đến cho thị trường để mà làm sao giúp đỡ cho được thật nhiều người. Đúng không ạ? Đấy. À, để làm sao để mình cũng có thể là đạt được những cái mục tiêu của mình. À, cho nên là sao? Cho nên thanh an và các anh chị là tiềm thức của nhau. À, anh chị hiểu không ạ? À, và quan trọng là gì? Quan trọng là mình phải hành động anh chị. Mình phải hành động. Đúng không ạ? À, mình phải hành động thì mình mới có được những cái điều mà mình mong muốn. À, và cái điều này nó rất là quan trọng các anh chị nha. À, cực kỳ quan trọng đó các anh chị. Nếu như mà các anh chị hiểu được cái điều này và biến nó trở thành một cái lối sống của mình thôi thì mình đã thấy cái cuộc đời của mình nó thay đổi rồi các anh chị. Ừ, cuộc đời của mình nó thay đổi liền các anh chị. À, đúng không ạ? Cho nên là mình hãy ứng dụng cái điều này các anh chị nha. À, anh chị hãy nhớ ứng dụng đúng không ạ? Đấy. Ừ, mình hãy nhớ ứng dụng các anh chị nhé mình ghi ra à, ví dụ như ngày hôm nay mình nhớ ứng dụng các anh chị nha đúng không ạ Rồi à, sao ạ? À, ví dụ như ngày hôm nay là ngày à, ngày hôm qua là mình thực hành ngày 14 rồi đúng không ạ? À, thì mình sao mình ứng dụng là mình à, à, xin những người bạn của mình hoặc là ai anh chị nào mà bạn của Thanh An thì có thể là inbox trực tiếp cho Thanh An à, để Thanh An gửi cho các anh chị à, cái bản tóm tắt của những cái ngày lòng biết ơn anh chị nhé. À, đúng không ạ? Những cái bản tóm tắt của cái việc thực hành đó. Và cái, cái cái này thì Thanh An có sẵn 28 ngày luôn các anh chị Anh chị nào cần những cái bản tóm tắt đó Thì có thể là inbox trực tiếp cho Thanh An Để Thanh An gửi các anh chị nhé Và khi mà mình có cái bản đó rồi Thì sao? Mình in ra các anh chị Anh chị in ra Anh chị in màu cho nó đẹp được không ạ? Sau đó thì sao? Sau đó thì mình dán trong cái ngôi nhà của mình Vì sao? Vì lòng biết ơn Cần phải được nuôi dưỡng các anh chị nhé À, đôi khi sao mình không có dán trước mặt là mình không có nhớ để ứng dụng các anh chị ấy ừ, ví dụ như sao à, ví dụ một ngày anh chị à, đang gặp một cái điều gì đó trong cái cuộc sống của mình mà mình cảm thấy nó không có được dễ chịu á. À, và mình đang tìm kiếm một cái giải pháp nào đó à, để giúp cho mình á, giải quyết được cái điều này này thì sao à, thì anh chị chỉ cần đến cái nơi á à, mà mình dán cái tờ giấy mà thực hành lòng với ơn á, các anh chị Ừ, anh chị chỉ cần đến đó anh chị sẽ có câu trả lời đúng không ạ à, nhanh chóng gọn gàng gọn lẹ luôn các anh chị à, anh chị khỏi cần phải gọi là thế này thế kia thế nọ thế lọ thế chai đúng không ạ và ở đây chúng ta có 28 ngày làm biết ơn cứ cái điều gì mà chúng ta cần trong cuộc sống á, thì anh chị tới cái ngày mà 28 dán à, dán 28 ngày làm biết ơn á, thì chúng ta nhìn vào các anh chị à, chúng ta xem xem chúng ta đang cần cái ngày nào để làm sao để chúng ta lấy ra chúng ta thực hành luôn à được không ạ ừ. còn nếu như à, mình không dáng trước mặt thì sao đôi khi mình không có nhớ anh chị à mình không có nhớ cái tự nhiên lâu lâu à mình tập trung những cái điều không tích cực cái cuối cùng mình không hiểu là do mình à mình cứ tưởng tượng là do người ta không à và mình cứ càng tập trung những cái điều không tích cực á thì mình càng thu hút tới những cái điều không tích cực thế là sao à thế là mình bị quay cuồng các anh chị à mình bị quay cuồng quay cuồng loay quay hết chỗ này chỗ kia cuối cùng là sao à, cuối cùng là hết à, thời gian à, rồi tự nhiên quay qua quay lại thấy hết 2 tháng 3 tháng à, rồi mình mới nhớ ra là gì oh, trời ơi mấy ngày hôm nay mấy tháng nay mình đã quên mất lòng biết ơn rồi Đấy. À, anh chị làm vậy để làm chi để mình quên mất à, mình quay cuồng mấy tháng À, cho nên là sao? cho nên chúng ta cứ dán những cái tờ làm biết ơn trước mặt ấy để làm sao để mình nhắc nhở bản thân mình à, và trong những cái giai đoạn à, đầu tiên à, mình đang tập tành ứng dụng thì mình cần có những cái thứ để giúp cho, cho mình nhắc nhở đúng không ạ? À, và bao nhiêu trong số tất cả các anh chị hiểu được cái điều này á, à, Thanh An chia sẻ thì các anh chị có thể là cùng comment tôi được không ạ? Đấy. À, và hôm nay đang thực hành tới ngày số 15 á, à, thì à, chúng ta có 15 tờ này các anh chị nhé. À, thì chúng ta in ra, được không ạ? À, anh chị nào cần thì anh chị cứ inbox trực tiếp cho Thanh An. Thanh An sẽ gửi tặng cho các anh chị. À, đúng không ạ? Rồi. À, ok các anh chị nhé. Và bao nhiêu trong số tất cả các anh chị à, đã nắm rõ được cái điều này rồi à, anh chị cứ tin lời Thanh An đi ạ. Đó là sao? Đó là mình cứ in ra. À, và mình dán cái tờ đó mình dán những cái tờ đó lên trên đấy các anh chị để làm gì để mình luôn luôn nhắc nhở chính mình à, để làm sao để sáng sớm mình mở mắt ra đi ngang qua cái khu vực đó mình liếc nhìn một cái đó là gì đó là mình à, phải viết lòng biết ơn à, à mình nhớ ra à ngày hôm nay mình đã ứng dụng lòng biết ơn chưa à, và mình thấy nè. nếu như cái mối quan hệ của mình đang chưa có được hòa hợp á đi thẳng tới cái chỗ à, dán mối quan hệ À, thì sao à, thì xem thử là bây giờ mình đang cần phải ứng dụng như thế nào à, đúng không ạ à, mình cần phải làm gì để ngay lập tức ngăn chặn những cái điều không tốt đẹp tới à, anh chị hiểu không và nếu như ngày hôm nay mình đi qua à, là phép màu cải thiện mối quan hệ đúng không ạ à, nếu như mà có bất kỳ những cái cảm xúc không tích cực nào trong tình cảm à, có thể là gì có thể là đang thất tình có thể là đang thù giận có thể là đang trách cứ À, vậy thì bạn có thể thay đổi điều ấy bằng lòng biết ơn, đúng không ạ? lòng biết ơn sẽ cải thiện bất cứ những cái mối quan hệ không hòa hợp nào, Đó, có thể là sao? có thể là mối quan hệ với chồng hoặc vợ, à, với con trai, với con gái, với à, đối tác, với khách hàng, với bố mẹ chồng, với bố mẹ vợ, đấy, tất cả mọi mối quan hệ mình đều à, mình đều ứng dụng hết các anh chị nha, à, giống như là có một cái mối quan hệ nào đó à, không được tích cực à, và mình có những cái cảm xúc không được vui á và nếu như á, mình mong muốn hòa hợp á, thì nó rất là dễ dàng. À, nếu như mà anh chị à, mong muốn thật sự mong muốn hòa hợp á, thì à, mình thao à, mình rất là dễ dàng. Đó là gì? Mình ngồi xuống và mình ghi à, lòng biết ơn đối với những con người đó, được không ạ? Thì dần dần mối quan hệ hòa hợp à nhưng mà sao nhưng mà có một số anh chị á à, có cái tôi rất là cao không không thích không thích hòa hợp à, đó đâu phải lỗi của tôi đâu Nó à, đó không phải là lỗi của tôi đấy cho nên là sao cho nên biết là tư duy làm biết ơn cho nên biết tư duy về cái hòa hợp rồi à, nhưng mà vẫn là không ghi à, bởi vì sao à, đấy à, bởi vì bởi vì sao cái tôi còn cao các anh chị à, giống như á, là một số anh chị trong câu lạc bộ cùng với Thana ha khi mà mới bắt đầu học tập á Thana họ làm gì à, chị chị đã ghi lòng biết ơn chưa à, thì chị kêu là sao à, ghi lòng biết ơn để hòa hợp thì chị trả lời là gì à, ừ, trả lời là sao à, trời ơi, chị nghĩ tới chị tức lắm anh à, đâu phải lỗi của chị đâu à, mà chị phải ghi lòng biết ơn để hòa hợp đấy à, đến nổi vậy luôn các anh chị À, có nghĩa là sao? Ừ, có nghĩa là bây giờ anh chị chờ đến khi nào à, đang có những cái điều không tích cực đúng không? đang có cái tôi đúng không? À, đang có ai đúng ai sai đúng không? À, và khi mà mình càng như vậy thì sao? thì càng cái mối quan hệ nó nó càng không tích cực và cho đến khi nào đến một thời điểm nào đó chấm dứt mối quan hệ à, thì lúc đó anh chị mới hối hận mà lúc đó hối hận thì sao? Ví dụ như bây giờ cái cây của các anh chị à, Cái cây của các anh chị ban đầu Có một cái gì đó đang lạ lạ à, Thì mình phải chăm sóc cái cây mình liền chứ Đúng ạ à, Chứ còn bây giờ mình để cho cái cây đó Nó khô, mình để cho cái cây đó Nó lên đường luôn rồi Thì làm sao mà mình chăm sóc các anh chị à, Mình có chăm sóc nó dễ Bằng cái lúc mà mình mới phát hiện ra dấu hiệu không ạ à, Cho nên là sao Cho nên là thành ra tác giả nói rằng gì Không quan trọng là ai đúng Ai sai Mà quan trọng khi mà mình có những cái suy nghĩ không tốt khi mà mình có những cái suy nghĩ không tích cực về người khác thì mình là cái người nhập đầu tiên anh chị ừ, giống như là gì chất chứa cơn giận dữ cũng giống như cầm một viên than hồng lên để ném người khác nhưng chính bạn là người đầu tiên bị bỏng ấy à, đó là sao đó là mình để cái cảm xúc giận dữ lâu ngày nó dẫn tới cái điều đó À, mình thấy nè, mình bên trong mình mà chấp chứa cái sự uh, giật dữ, à, mình thấy một thời gian tự nhiên cái sức khỏe của mình nó không được tốt. À, anh chị cứ thấy là nếu như mà mình cứ uh, cứ như vậy hoài mình cứ thấy một thời gian là những cái bộ phận trong cơ thể của mình đó, nó không có được khỏe, nó không có được khỏe các anh chị. À, những cái cảm xúc mà anh chị để cho nó tích tục lâu ngày, tự nhiên anh chị để cho nó trong lòng trong người của mình, tự nhiên anh chị thấy cái sức khỏe của mình không khỏe luôn. Thứ nhất á là mình đã không vui rồi. Mà không vui thì sao? Không vui thì thu hút tới những cái điều không tích cực. À, thứ hai là sao? Thứ hai là không khỏe. À, tự nhiên mình không thích một người để cuối cùng sao? À, để cuối cùng mình không khỏe luôn, các anh chị. À, thế thì cuối cùng mình có cảm thấy xứng đáng không ạ? À, tự nhiên mình không thích một người, cái cuối cùng mình tối ngày cứ thu hút những cái điều không tích cực đến với cuộc đời của mình. Nó có xứng đáng không, các anh chị ạ? À, đâu có xứng đáng đâu, các anh chị. À, đâu có xứng đáng đâu ạ à. À, Bây giờ anh chị cứ Cứ hiểu như thế này Bây giờ à, Thanh An như thế này Cái người nào mà không gọi là à, Không ở trong tâm trí mình Thì sao à, Mình cứ cho qua đi các anh chị à, Để làm sao để mà mình không Không nghĩ tới nữa Cái người nào mà mình đã cảm thấy là sao à, Không thể nào à, Gọi là ở Trong tâm trí mình được á thì coi như là mình bỏ qua đi các anh chị Đúng không ạ Mình để trong tâm trí để làm chi Để cuối cùng á, mình không tích cực à, Rồi thu hút tới những cái điều không tích cực à, Rồi ai là cái người lãng đạo đầu tiên các anh chị à, Mình à, Nên thành ra là sao Nên thành ra ai làm gì mình Ai nói gì mình không tốt á, Thì thà nam bỏ qua hết các anh chị Bởi vì sao Bởi vì mình á, thương mình các anh chị à, Đúng không ạ Mình thương mình và mình thương chính cái cơ thể của mình Đấy. À, và khi mà mình thương mình khi mà mình có cái sự hiểu biết á, thì sao à, thì mình yêu thương được người khác mình yêu thương được người khác đúng không ạ? mình có yêu thương chính bản thân mình thì mình mới yêu thương được người khác à, và khi mà mình yêu thương được người khác á, thì mình mới tha thứ được cho người khác đúng không đấy anh chị yêu thương được người khác anh chị có lòng biết ơn anh chị mới tha thứ được cho người khác và anh chị mới thấu hiểu được cho người khác à, rất là nhiều à, mình bảo là sao À, mình bảo rằng à, cái điều này đâu phải là lỗi của mình à, Nhưng mà anh chị nhớ này, cái điều gì mà nó xảy đến với cuộc đời của mình á à, Thì chính xác là do những cái suy nghĩ, do những cái cảm xúc, do những cái hành động của mình thu hút về à, Không có cái điều gì mà tự nhiên nó xảy ra đâu các anh chị Đấy. Một cái sự việc mà nó đến nó diễn ra trong cuộc đời của các anh chị Không phải là kêu không phải lỗi của mình đâu các anh chị à mà sao mình phải chịu trách nhiệm với những cái suy nghĩ với những cái cảm xúc với những cái hành động của mình đó là gì đó là cái gì có ở bên trong thì cái đó có ở bên ngoài à, và anh chị nhớ nè một sự việc một sự vật luôn xảy ra hai lần một lần ở trong tâm trí và một lần ở ngoài thực tế nếu như mà anh chị từ chối nhận trách nhiệm thì đó là cái dấu hiệu à, dấu hiệu không chịu trách nhiệm ừ và cái yếu tố đầu tiên cái phẩm chất đầu tiên của người thành công đó là gì? Đó là người là người thành công luôn luôn chịu trách nhiệm 100%, đúng không ạ? À họ luôn luôn chịu trách nhiệm 100% cho mọi việc mà họ làm. À, à họ luôn luôn chịu trách nhiệm 100% cho từng cái sự kiện xảy ra trong cuộc đời họ. À bởi vì sao? Bởi vì họ biết rằng không có cái điều gì là ngẫu nhiên xảy đến. Không có cái điều gì là tự nhiên các anh chị. Đúng không ạ? Không có điều gì mà do sao do những cái suy nghĩ do những cái cảm xúc do những cái hành động mà họ thu hút tới đó chính là luật hấp dẫn à, và họ chịu trách nhiệm các anh chị à, chứ mình đừng có bảo là gì à đây không phải là cái lỗi của tôi à, đây không phải là do lỗi của tôi đây là do lỗi của người đó à, người đó sai người đó phải xin lỗi nhưng mà anh chị nhớ này cái sự kiện gì mà dạy diễn ra xảy đến với cuộc đời của chúng ta là do chúng ta thu hút tới do chúng ta thu hút về đó các anh chị Mm. một á à là sao à bây giờ không có đúng không có sai à là sao à, bác Cơ có nói rằng như thế này một á là bạn đúng hai á, là bạn hạnh phúc bạn chọn đi đấy bây giờ anh chị chọn đi ạ à anh chị chọn đi ạ à, ok bây giờ anh chị chọn đúng đúng không à thế thì anh chị ôm cái cục không tích cực đó đi à, ôm một tháng hai tháng ôm năm hai năm đi ba năm đi rồi cuối cùng xong cái cuộc đời của mình sống trên một cái hành trình không có hạnh phúc luôn à, hoặc là sao hoặc là mình biết được rằng cái sự kiện đó nó xảy ra là do những cái suy nghĩ do những cái hành động của mình thu hút những cái điều đó về cho nên mình chịu trách nhiệm một trăm phần trăm được không ạ mình chịu trách nhiệm một trăm phần trăm và khi mà mình chịu trách nhiệm một phần trăm một trăm phần trăm với những cái điều gì xảy ra đến với cuộc đời mình thì sao ạ À, thì mình đang lựa chọn cái sự hạnh phúc đó các anh chị à, mình lựa chọn chịu trách nhiệm một trăm phần trăm cho những cái suy nghĩ cho những cái hành động của mình và khi mà mình lựa chọn cái sự mà chịu trách nhiệm một trăm phần trăm thì mình đang lựa chọn cái quyền năng thay đổi trong cái cuộc sống của mình à, đúng không ạ khi mà mình chịu trách nhiệm một trăm phần trăm thì sao à, thì mình phát hiện ra à, mình mới biết được rằng mình cần phải quay vào bên trong Để mình thay đổi lại những cái suy nghĩ của mình À chắc là do mình đang có những cái suy nghĩ gì đó không tốt đẹp À thì mình thay đổi lại những cái suy nghĩ Mình thay đổi lại cảm xúc Mình thay đổi lại à, những cái hành động của mình Thì sao? Thì cuộc đời của mình mới thay đổi được các anh chị được không ạ? Thì cuộc đời của mình mới thay đổi Còn khi mà mình tha thứ cho người khác À thì cái người tha thứ đầu tiên là chính mình các anh chị cái người đầu tiên được tha thứ đó chính là chính chúng ta chứ không là phải không phải là ai hết ai khác hết trơn ấy. cái người đầu tiên mà tha thứ được đó chính là chính bản thân mình cái người mà được giải phóng những cái cảm xúc không tích cực đó, đó chính là chính mình và mình sẽ cảm thấy rất là nhẹ nhàng rất là hạnh phúc rất là vui vẻ trên cái hành trình mình đi và anh chị cứ nghĩ đi cái hành trình mình đi trăm năm trăm một trăm hai mươi năm À, thế nếu như mà mình cứ mang hết Tất cả những cái điều đó vào người á à, sao, sao mình đi các anh chị Sao mà mình đi được hết cái hành trình à, Thế mình bây giờ mình sao Mình buông bỏ hết đi Bây giờ mình buông bỏ bớt đi à, Chứ bây giờ cái gì mình cũng vác vào người Sao mà mình đi nổi các anh chị à anh chị uh, trên cái hành trình mình đi thì sao uh, mình cứ vác hết vào người uh, vác hết những cái cảm xúc không tích cực vác hết người này người kia uh, cảm xúc không tích cực của người này cảm xúc không tích cực của người kia rồi mình vác hết người này đến hết người kia uh, rồi sao uh, mình mình cứ vác hết những cái điều không tích cực như vậy mình chỉ toàn thu hút những cái điều không tích cực đến với cuộc đời của mình thôi ạ à. đó buông bỏ bớt đi à. buông bỏ bớt đi buông bỏ những cái suy nghĩ không tích cực đi ạ, à. buông bỏ bớt đi các anh chị, à, buông bỏ những cái cảm xúc không tích cực đi nha, được không ạ? Buông bỏ những cảm xúc không tích cực, buông bỏ những cái hành động không tích cực, à, và mình tập trung vào những cái điều tốt đẹp. Ừ, anh chị tưởng tượng đi, anh chị tập trung vào những cái điều tốt đẹp, thì giống như là gì? À, giống như là có một cái chiếc xe, nó kéo mình về phía trước. À, còn nếu như Mà mình tập trung vào những cái điều không tích cực Thì giống như mình vác trên à, Những cái gánh nặng ở trên người mình Và nó kéo anh chị thụt lùi về phía sau Đúng không ạ ừ. Và đó là quyền lựa chọn Đó là quyền lựa chọn thôi các anh chị à, Nên là thành ra à, Nên là thành ra Mình lựa chọn chịu trách nhiệm đi các anh chị à, Chứ thay vì mình Bảo rằng là gì à, Tôi có sai gì đâu tôi không xin lỗi Đấy à sự kiện nó đến với cuộc đời mình á, thì đầu tiên mình cần phải nhìn lại mình ngang chị à mình biết rằng á, mình thu hút những cái sự kiện đó nó về đấy. đấy mình thu hút tới chứ không có cái điều gì nó tự nhiên nó đến với cuộc đời mình hết trơn á đúng không ạ à, và khi mà mình chịu trách nhiệm một trăm phần trăm là mình đang xây dựng cái thói quen của người thành công mình đang xây dựng thói quen À, mình chịu trách nhiệm mình chịu trách nhiệm là mình có quyền năng thay đổi còn nếu như mình thấy mình không có lỗi gì hết à, thì sao thì mình không đâu có học được bài học gì đâu ừ. à, người kia phải học bài học kì à, chứ còn tôi không cần phải học bài học gì hết trơn à, Thế thì cuối cùng là sao cuối cùng mình cũng chả tốt lên à, suy nghĩ hành động của mình cũng chả được thay đổi luôn đấy được không ạ giống như là sao giống như là cái chiếc thuyền ấy nó bị một cái lỗ hỏng nhỏ và nước nó chảy vào thuyền à, và mình cứ lo thừa à, mình cứ lo mình đi đổ thừa à, đổ thừa nước rồi mình cứ đi lo đổ thừa à, hàng xóm rồi mình cứ đi lo đổ thừa người này người nọ người kia Cuối cùng cái lỗ trên thuyền mình á, à, cái lỗ hỏng mình không lo chịu trám đó anh chị à, thì sao mình cứ múc nước mình đổ ra thôi mình múc nước mình đổ ra mà mình không biết là mình cần phải trám cái lỗ hỏng đó Vậy thì anh chị múc nước cả đời luôn. À, anh chị múc nước cả đời luôn. À, cho đến khi là sao? Cho đến khi mình nhìn lại cái thuyền của mình á, à, mình mới thấy là sao? À, à bây giờ mình mới cần điều chỉnh cái chiếc thuyền của mình này. Đấy, cho cái việc đó nó không xảy ra nữa các anh chị. à, được không ạ? Cho nên là sao? Cho nên anh chị để ý nè, hồi xưa à, giống như khi mà Thanh An chưa học được cái bài học về cái việc mà mình cần phải chịu trách nhiệm các anh chị thì sao ạ? khi mà một cái sự việc nó xảy ra mình gặp mà nó không có được vui á, à, nên sau đó là sao? À, mình xử lý nó xong rồi tự nhiên sau mình cứ gặp nó nữa, à, và mình gặp với một cái cường độ lớn hơn, à, khi đó thì sao? À, khi đó vẫn chưa học bài học đâu, khi đó vẫn tiếp tục à, đổ lỗi cho người khác, rồi sau đó gặp tiếp thêm một lần nữa các anh chị à, với một cái sự kiện và với một cái cường độ lớn hơn nữa. À, và mình cứ thấy là trời ơi sau một cái sự kiện đó nó cứ lặp đi lặp lại lặp đi lặp lại hoài và cho đến khi là sao cho đến khi mình không chịu được nổi nữa rồi và mình phải tốt nghiệp được bài học các anh chị mình tốt nghiệp được bài học đó là gì mình thay đổi cái thế giới bên trong của mình à, và mình thay đổi cái suy nghĩ mình thay đổi cái cảm xúc mình thay đổi cái hành động à, thì đến lúc đó cái điều đó nó không mới không xảy ra nữa các anh chị à, và sao À, khi đó mình mới nhận ra bài học là mình cần phải thay đổi chính mình Mình trám lại cái chiếc thuyền của chính mình Mình trám lại cái lộ hỏng trên cái thuyền của mình Được không ạ? Khi đó mới mới hết nhận cái bài học từ vũ trụ các anh chị nhé Đấy, giống như là như thế này nè ừ. Anh chị đang có một cái bài học về quản lý tiền bạc đây, quản lý tài chính, tiền của các anh chị cứ vô, cứ vô, cứ ra, cứ vô, cứ ra à, và cứ vô. nó cứ như vậy mà mình không có giữ được tiền, à, rồi lúc dư lúc không, lúc dư lúc không, à, rồi sức khỏe thì sao? sức khỏe thì lúc khỏe lúc không, à, lúc khỏe lúc không các anh chị. À, vậy thì mình biết được rằng trên cái thuyền của mình đang có một cái lỗ hỏng và mình cần phải chết lại cái lỗ hỏng đó các anh chị. À, mình cần phải chết lại À, vậy thì chết lại bằng cái gì trách lại bằng cái tư duy chết lại bằng cái tư duy đi học hỏi những con người á mà họ có những cái chiếc thuyền mà rất là vững chắc các anh chị đúng không à mình phải dùng tư duy mình chết lại thôi mình phải thay đổi mình phải điều chỉnh lại chính mình mình phải điều chỉnh lại chiếc thuyền của mình à, chứ không phải mình ngồi đó mình đổ lỗi ha à, mình ngồi đó mình đổ lỗi là không được đâu À, không phải là mình chỉ ngồi đó mình lo đi đổ lỗi rồi mình ngồi đó mình lo đi mút nước à, rồi tối ngày à, cứ chuyện xảy ra rồi đi xử lý cứ chuyện xảy ra đi xử lý đi xử lý đi xử lý cái, đi xử lý cả đời luôn à, rồi mình cứ thấy cái chuyện đó nó cứ xảy ra hoài xảy ra hoài xảy ra hoài luôn đó, các anh chị vậy thì sao vậy thì hoặc là mình thay đổi không đổ lỗi nữa chịu trách nhiệm mình điều chỉnh chính mình và mình thay đổi chính mình và khi mà mình tốt nghiệp bài học thì những cái chuyện đó nó không xảy ra nữa rất là tuyệt vời rất là vì diệu các anh chị đấy cho nên trong cái chương ngày hôm nay chúng ta sẽ học được một cái phương pháp để giúp cho chúng ta hòa hợp được mối quan hệ nào đó đúng không ạ giúp cho các anh chị hòa hợp loại bỏ hay là buông bỏ những cái cảm xúc không tích cực mà mình đã mang vác bấy lâu nay À, mình đã mang vác cái điều đó bấy lâu nay làm cho sao làm cho cái sức khỏe mình không tốt làm cho cái cảm xúc của mình không vui à, thì bây giờ sao thì bây giờ mình buông bỏ đi các anh chị đúng không ạ à. và ở đây tác giả có nói là gì à, những cái cảm xúc không tốt về người khác sẽ thiêu cháy cuộc sống của bạn nhưng lòng biết ơn có thể loại bỏ chúng và ở đây tác giả à, ví dụ đó là gì? Nếu bạn vẫn còn mối quan hệ với vợ chồng cũ thông qua con cái và mối quan hệ ấy không có tốt. À, à, vì sao mà không có tốt các anh chị? À, mình, đổ à, mình đổ lỗi. Mình đổ lỗi. Mình đâu có chịu trách nhiệm đâu. Mình do. Do người kia thế này, thế kia, thế nọ. Cho nên là gia đình mới tới ngày hôm nay. À, đúng không các anh chị? À, do mình đổ lỗi. Xong rồi sao? Xong rồi mình thấy ức cho mình quá xong rồi mình thấy thương mình quá mình thấy bản thân mình chịu thiệt mà mình đang không biết rằng đó là gì mình cần phải nhìn lại mình ừ. những cái điều gì mà nó xảy đến đó, là nó đang phản chiếu bên trong cái suy nghĩ cái cảm xúc cái hành động của các anh chị thôi mà mình không có chịu nhìn lại à, mình chỉ quay ra ngoài và mình đổ mình đổ thôi các anh chị mình đổ lỗi thôi đấy ừ nên là sao nên là mình có những cái cảm xúc không tích cực và nếu như mà mình học được cái bài học thay đổi cái suy nghĩ thay đổi cái cảm xúc thay đổi cái hành động của mình và mình hiểu được rằng những cái điều này nó đến này là nó đang phản chiếu cái suy nghĩ của chính mình nên là sao nên là mình tốt nghiệp bài học mình thay đổi chính mình đúng không ạ thay vì á mình có những cái cảm xúc không tích cực tập trung vào những cái điều không có vui thì bây giờ mình chuyển đổi nó bằng lòng biết ơn à biết ơn người đó đã dạy cho mình những cái bài học rất là tuyệt vời à, và ở đây tác giả có chia sẻ là các anh chị mình hãy nhìn vào khuôn mặt của các con à, bạn sẽ nhận ra chúng vốn không thể được sinh ra nếu như người đó nếu như không có người người vợ người chồng cũ ấy sự sống của con là một trong những cái món quà quý nhất mà bạn nhận được À, hãy nhìn chúng và mỗi ngày hãy cảm ơn người kia đã cho chúng sự sống không những thế nếu có thể khiến mối quan hệ trở nên hòa hợp hơn bạn sẽ dạy cho bạn à, cho con bạn bà, bài học quan trọng nhất trong cuộc sống đó chính là lòng biết ơn đấy à, rất là hay các anh chị à, Thanh An thấy có một số à, những cha mẹ à, thậm chí là là sao à, là nói không tốt À, về người chồng người vợ của mình cho con mình nghe nè các anh chị ừ, rất là tội cho những đứa trẻ các anh chị nha ừ, rất là đáng thương các anh chị thường đó đó là sao ừ, những cái đứa trẻ nó đang còn nhỏ thôi nhưng mà tối ngày nó toàn nghe những cái câu chuyện không tích cực của ba mẹ nó thậm chí là kể cho con nghe à, và còn kêu con là sao kêu con là đừng có thích cái người đó nha à, sao không ạ và sau này thì sao sau này đứa con của mình nó lớn lên á, thì nó cũng có những cái điểm chưa sáng trong quá khứ và nó không có niềm tin vào cuộc sống nó không có niềm tin vào tình yêu và cuộc sống của con mình á, nó cũng sẽ tiếp diễn y chang như mình luôn đấy tội lắm các anh chị à, đó là sao những đứa đứa trẻ nó đâu có làm cái điều gì đâu mà cuối cùng á, là bị gieo những cái điều không tích cực mình đã không tích cực rồi mình lại còn gieo cho con của mình đó à. Cho nên là sao? Đừng có bao giờ như vậy các anh chị à, Ngày hôm nay chúng ta ứng dụng cái bài học này đi các anh chị Biết ơn nè, à, biết ơn đi ừ, Biết ơn là vì sao? Biết ơn là vì nhờ chồng của mình Thì mình mới có được đứa con của mình à, Và mình biết ơn những cái khoảnh khắc trước đó Chồng của các anh chị cũng đã từng đối xử với các anh chị như thế nào à, Mình cũng có rất là nhiều điều biết ơn người chồng của mình mà đúng không ạ? Và nếu như mà mình hòa hợp được mối quan hệ đó luôn thì sao? À, thì mình dạy được cho con mình bài học quan trọng nhất trong cuộc sống. Đó chính là làm biết ơn. Cho nên là sao? À, cho nên là tối ngày mình đừng có à, nói về những cái điều không tích cực, không tốt đẹp về người chồng của mình, à, người vợ của mình, với con của mình. Nghe nữa các anh chị nhá. À, đó là sao? Đó là mình đang ám thị con mình vào những cái điều không tích cực không ạ? À? Đấy. À, vậy nên là mình phải luôn luôn chịu trách nhiệm mình luôn luôn chịu trách nhiệm mình biết ơn thì mình dạy cho con mình biết ơn cuộc sống thì con cuộc sống của con mình sau này nó sẽ rất là dễ dàng trên cái hành trình mà nó đi à, con sao à, nó không giống như mình nó không giống thu hút những cái điều không tích cực giống như mình trong quá khứ đúng không ạ đấy à, hoặc là sao hoặc là nếu mà anh chị đang thất tình hoặc cảm thấy đau khổ vì mối quan hệ đã chấm dứt thì bạn có thể sử dụng sức mạnh nhiệm màu của lòng biết ơn để biến đổi cái nỗi đau đó. Đấy, à, anh chị giữ làm cái gì? À, anh chị giữ làm cái gì đâu ạ? À, anh chị buông nè. Khi mà mình giữ những cái cảm xúc không tích cực đó, nó làm cho mình không có khỏe, không có vui, không có hạnh phúc trên cái hành trình cuộc sống này luôn. À, thế thì giữ để làm chi đâu các anh chị? Giữ để làm gì đâu ạ? À! và lòng biết ơn có thể biến cái nỗi đau tinh thần nguôi ngoai và biến thành hạnh phúc nhanh hơn bất cứ điều gì khác ấy và ở đây tác giả có chia sẻ cái câu chuyện của mẹ và bố à, tác giả đúng không ạ à, và cuối cùng là sao ừ. cuối cùng thì bà ấy đã tập trung vào lòng biết ơn à, mặc dù trong cái thời gian đầu tiên chưa có được thoải mái nhưng mà khi mà bà tập trung vào lòng biết ơn thì bà đã phát hiện ra những cái thứ trong cuộc đời bà mong muốn làm và cuối cùng bà đã có được cái cuộc sống cân bằng và vui vẻ hạnh phúc trở lại à, đúng không à, vậy thì trong cái phương pháp nhiệm màu ngày hôm nay bạn sẽ tìm ra được một viên than hồng đang thiêu cháy cuộc sống của bạn và biến nó thành vàng với lòng biết ơn đấy một á, là mình sao mình biến nó trở thành những cái bài học à, biến nó trở thành những cái bài học và bài học đó nó trở thành cái tài sản giúp cho mình trên cái hành trình cuộc sống Hai là mình tiếp tục đổ lỗi Mình cảm thấy là sao Mình cảm thấy là mình tội nghiệp lắm Mình thấy là người ta làm gì mình Chứ mình, chứ mình không làm gì ai hết trơn Và tại sao những cái điều không tích cực Nó cứ đổ về mình thôi à, Mình tiếp tục đổ lỗi Và mình không có chịu thay đổi gì hết Mình cứ tiếp tục đổ lỗi Thì sao Thì cuộc sống của mình á à, từ nay trở về sau những cái chuyện đó nó cứ tiếp tục tiếp tục diễn ra nếu như mình cứ tiếp tục đổ lỗi vì sao? Vì tiềm thức của mình ấy Tưởng đâu mình thích cái điều đó Tưởng đâu là mình thích ừ. Thế sao? Càng thu hút đến những cái điều không tích cực à, Tiềm thức nó thấy Trời ơi, tội ghê à, Mình thấy là mình tội lắm à, Mình thấy mình là người sống đúng Mình thấy là mình là người sống tuyệt vời nhất Trên cái cuộc đời này rồi à, Nhưng mà sao? Nhưng mà cái kết quả Nó sẽ nói lên sự thật Kết quả luôn luôn nói thật Đấy À, mình bảo là mình sống tốt ha các anh chị À, vậy thì cái kết quả của mình nó phải tốt, à, cái kết quả của mình nó mới tốt, nó phải tốt thì mới được gọi là sống tốt, à, Chứ bây giờ chứ bây giờ còn không á thì nhìn vào kết quả thôi các anh chị, à, nhìn vào kết quả thôi, à, à, đừng có đổ lỗi những cái điều à, gọi là gì không tích cực nữa các anh chị, đúng không ạ? mình nhìn vào cái thuyền của mình, à, mình nhìn vào À, cái 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 con thuyền của mình để mình điều chỉnh à, mình điều chỉnh chứ không phải là mình đổ lỗi cho bản thân ha à, và đặc biệt là gì mình đừng có tự trách bản thân mình rồi nha Đấy. thêm một cái điều nữa đó là gì mình đừng có tự trách bản thân mình nữa nha không có tự trách bản thân bởi vì sao? bởi vì khi mà mình trách bản thân á thì cái cảm xúc của mình á, cực kỳ là không tích cực, mình không vui với bản thân của mình á, thì nó cũng khiến cho cái cuộc sống của mình á, càng thu hút tới những cái điều không tốt đẹp, không hạnh phúc luôn anh chị. thế nên là đừng có đổ lỗi cho bản thân, à, đừng đổ lỗi cho người khác và cũng đừng đổ lỗi cho bản thân mình, đúng không? mà mình chỉ cần nhìn ra được đó là gì? à mình cần nhìn ra được đó là cái nhiệm vụ của mình là cái gì để mình điều chỉnh trong cái cuộc sống của mình tốt hơn vậy thôi đấy à, mình đừng có bị vướng vào cái điều là bị đổ lỗi bản thân à, được không ạ à, mình hiểu là gì à ok đơn giản qua được cái điều này, này. mình đang học được cái bài học gì mình đang biết ơn về cái điều gì à, và sao và mình tiếp tục tiến lên tiến về phía trước được không các chị ơi đấy Chứ còn nếu như Mà mình cứ tự trách bản thân thì sao à, Mình cũng không có khỏe nổi đâu Cho nên là sao Cho nên đừng có tự trách bản thân nữa. Tự trách bản thân là một trong những cái cảm xúc Mà kinh khủng khiếp nhất luôn anh chị à, Đúng không ạ Và khi mà mình Tự trách bản thân mình Mình càng thu hút tới những cái điều không tích cực Đó các anh chị Khi mà các anh chị biết cái cách tha thứ Cho chính bản thân mình Thì anh chị mới biết cách tha thứ cho người khác ừ khi mà mình biết yêu thương bản thân thì mình mới biết yêu thương người khác các anh chị khi mà các anh chị làm cho bản thân mình được vui được hạnh phúc thì mình mới biết cái cách để làm cho người khác vui làm cho người khác hạnh phúc đúng không ạ cho nên cái gốc rễ nó đến từ cái việc mà anh chị tự chịu trách nhiệm anh chị chịu trách nhiệm đúng không ạ chứ không nhảy bây giờ tối ngày mình cứ đi gọi là gì mình cứ đi gọi là sử dụng phép màu cải thiện mối quan hệ à, hoài sao ừ, nó tốt cái nó không tốt nó nó tốt nó không tốt à, rồi lại cải thiện tốt không tốt rồi lại cải thiện à, rồi cuối cuối cùng mình cứ dùng cả đời mình đi cải thiện mối quan hệ à, miết hay sao một á, là nước chảy vào thuyền anh chị cứ liên tục múc ra múc ra múc ra hoặc là sao hoặc là cái cách thứ hai mình tìm ra cái lỗ hổng để mình chép lại cái lỗ hổng đó đó làm sao là bằng cái cách là mình thay đổi cái tư duy của mình mình đi học này mình xem xem nè à, những cái người mà họ có gia đình hạnh phúc họ đang có những cái suy nghĩ gì họ đang có những cái niềm tin gì họ đang có những cái thói quen và họ đang có những cái hành động gì để giúp cho gia đình của họ hạnh phúc mỗi ngày à, và giúp cho gia đình của họ trôi qua này càng ngày càng hạnh phúc hơn À, mình thấy cái điều đó thì sao? mình học đi các anh chị, mình học đi ạ, à. để làm sao để mình có được cái tư duy đó, mình ứng dụng vào trong cuộc sống của mình, mình ứng dụng vào trong gia đình của mình, mình ứng dụng vào trong uh, mối quan hệ của mình, để mỗi ngày trôi qua này gia đình của mình càng ngày càng hạnh phúc hơn. đấy, à, bao nhiêu trong số tất cả các anh chị mong muốn cái điều này? À, mình mong muốn là mỗi ngày trôi qua gia đình của mình càng ngày càng hạnh phúc hơn. À, chứ không phải là gì tối ngày cứ nước vô rồi đi múc nước à, rồi cứ múc đổ ra múc đổ ra hoài vậy đấy vậy thì cái chương ngày hôm nay à, đó là gì lỡ như trước đây mình đã có những cái mối quan hệ mà không tích cực thì mình dùng cái điều này để làm sao để mình loại bỏ đi những cái cảm xúc không tích cực tập trung vào tình yêu thương tập trung vào cái việc mà hòa hợp nhưng mà sao nhưng mà từ đây cho đến về sau mình phải ra quyết định là mỗi ngày trôi qua cái cuộc sống của mình cái mối quan hệ của mình những mối quan hệ xung quanh với mình mỗi ngày trôi qua lại càng ngày càng hạnh phúc hơn đấy anh chị comment ra quyết định này à, đầu tiên là mình phải biết được cái điều mình mình mong muốn các anh chị rồi sau đó là sao sau đó mình mới đi học cách mà mình làm đấy cho nên á tại sao mà câu lạc bộ trí tuệ đỉnh cao mới có nhóm rèn luyện mới có những cái chương trình chuyên sâu để rèn luyện về tâm tâm trí các anh chị à, và trong nhóm rèn luyện đó là gì đó là làm sao mỗi ngày trôi qua chúng ta còn có một cái gọi là có một cái năng lượng tràn đầy à, có được cái sự khỏe khoáng hơn mỗi ngày à, năng lượng là năng lượng các anh chị nếu như mà mình tràn đầy năng lượng á thì mình sẽ làm việc hiệu quả hơn à, chứ không phải là lúc khỏe lúc không À, lúc khỏe lúc không thì giống như là gì giống như là nước nó chảy vô thuyền xong rồi cứ múc ra à, đổ ra múc lại mổ ra múc lại à, cho nên là khi mà anh chị tham gia vào nhóm đền luyện à, của câu lạc bộ tham gia vào những chương trình chuyên sâu của câu lạc bộ anh chị sẽ được chia sẻ những tư duy của những người có sức khỏe hoàn hảo để làm gì để mình bắt đầu ứng dụng vào trong cuộc sống của mình giúp cho mình chăm sóc sức khỏe của mình để làm sao để mà mỗi ngày trôi qua À, mình lại càng khỏe khoắn hơn, mình lại càng năng lượng hơn và mình có thể là giúp được cho gia đình của mình nữa. đúng không ạ? À, tiếp theo là sao? Tiếp theo là về mối quan hệ à, và cái chương ngày hôm nay là gì? Chương chữa cháy các anh chị. Nhưng mà mình làm sao? Mình làm sao đừng có để cho nó cháy? Đấy, cái chương này thì nó cháy rồi thì mình mới đi chữa cháy này. Nhưng mà cái mấu chốt là mình làm sao để đừng cho nó cháy các anh chị? mình phải làm sao mỗi ngày trôi qua gia đình của mình càng ngày càng hòa hợp càng ngày càng hạnh phúc thì sao thì mình cũng phải bắt đầu đi học các anh chị học tư duy của những người có gia đình hạnh phúc ấy học rồi để mà mình ứng dụng đúng không ạ à, nếu như mà mình không có sức khỏe là mình đã không thực hiện được cái mục tiêu của mình rồi à, nếu như những cái mối quan hệ của mình á không có hòa hợp thì mình cũng không có tập trung để thực hiện được những cái mục tiêu của mình mục tiêu về tài chính được đấy nhưng bây giờ gia đình của mình không hạnh phúc này à, sáng sớm mở mắt ra là sao à, sáng sớm mở mắt ra là toàn nghe những cái điều gì à, thì làm sao mà mình có tâm trạng để mình đi thực hiện mục tiêu về tài chính được các anh chị bao nhiêu trong số tất cả các anh chị à, đã trải qua những cái ngày à, mà gia đình không có hòa hợp à, mình không còn có tinh thần để làm điều gì hết các anh chị À, anh chị nào đã trải qua những cái điều đó thì có thể là cùng comment phím số một trăm giúp an đây được anh chị không còn tinh thần làm gì luôn các anh chị ơi à, chỉ là sao chỉ là mình nhớ cái điều đó chỉ là mình à, nhớ hoài cái việc đó thôi các anh chị đâu có tinh thần gì để mà làm à, mục tiêu mục tiêu gì nữa đâu cho nên là thành ra khi mà các anh chị vào câu lạc bộ à, câu lạc bộ rất là chú trọng cho các anh chị về sức khỏe về mối quan hệ À, bởi vì sao? Bởi vì khi mà các anh chị đạt được cái điều này rồi á, thì mình mới có được cái sự tập trung 100% năng lượng, 100% tâm trí cho cái việc mà mình thực hiện cái mục tiêu tài chính của mình, được không ạ? À, cho nên là sao? À, cho nên là khi mà mình vào cái môi trường rèn luyện thân tâm trí à, của câu lạc bộ chúng ta, anh chị sẽ có được cái lời giải à, ba chìa khóa. Thứ nhất là gì? Chìa khóa về sức khỏe thứ hai là chìa khóa về mối quan hệ và cái chìa khóa thứ ba là chìa khóa về tài chính anh chị khi mà sức khỏe của mình tốt khi mà mối quan hệ của mình hòa hợp được à, gia đình của mình hạnh phúc hơn thì mình mới có một tâm trí để mà mình thực hiện cái mục tiêu tài chính của mình à, và khi mà anh chị tham gia vào câu lạc bộ anh chị tham gia vào nhóm rèn luyện của mình quan trọng hơn đó là gì mình có thêm được rất là nhiều mối quan hệ với những người thành công à, những người thành công và tốt hơn mình À, và anh chị sẽ được chia họ chia sẻ lại những cái bí kíp để giúp cho các anh chị gia tăng thêm cái kỹ năng của mình lên, gia tăng thêm cái à, giá trị nội tại của mình lên, gia tăng thêm cái cách để mà anh chị trao được cái giá trị cho thị trường đấy. À, mình học cái cách à, bây giờ mình có giá trị rồi, bây giờ làm sao để mình trao giá trị cho cộng đồng này, bây giờ làm sao để mình trao cho uh, thị trường nhiều nữa hơn các anh chị. Và khi mà cái giá trị của mình trao cho thị trường càng lớn Thì thu nhập của mình càng tăng Đấy Cho nên là anh chị thấy nè Tại sao có rất là nhiều người thành công á, Cái thu nhập của họ có một cái cách khủng khiếp Có một cái con số lớn khủng khiếp chưa các anh chị à, Vậy thì cái điều đó nó không phải là ngẫu nhiên Không phải là tưởng tượng mà có đâu các anh chị à, Mà đó chính là một cái hành trình một cái hành trình thay đổi về sức khỏe, cải thiện về sức khỏe, cải thiện về mối quan hệ, hòa hợp về mối quan hệ, gia tăng giá trị của bản thân mình và trao được giá trị cho thị trường thì mình mới có được những cái thành công về tài chính một cách bền vững các anh chị. đấy, à, có thành công bền vững và thành công nối tiếp thành công. Đó. và trong cuộc sống này mình phải chiến thắng được ba cái trò chơi này các anh chị nhé. đó là gì? đó là sức khỏe, đó là tài chính, đó là mối quan hệ. đấy À, nếu như mà bây giờ anh chị nào đang ở đây mình cứ đang loay hoay à, về sức khỏe của mình cứ ngày khỏe ngày không à, mối quan hệ của mình à, lúc hòa hợp lúc không à, tiền bạc của mình lúc có lúc không thì lời khuyên của Thanh An đó là gì à, đó là anh chị hãy ra quyết định tham gia vào nhóm rèn luyện cùng với câu lạc bộ à, tham gia vào những chương trình như sau để mình sao để mình có được cả ba lời giải này trong cái cuộc đời của mình đúng không ạ để mình làm sao để mình tiết kiệm được thời gian tiết kiệm được công sức tiết kiệm được tiền bạc để mình đi mò đường nữa đấy à, bây giờ mình đến tầm tuổi này rồi mình mò đến khi nào được anh chị à, mình đã mò đến khi nào được anh chị đấy ừ. hoặc là anh chị nào đã tham gia vào môi trường câu lạc bộ anh chị biết là những người ngoài kia họ đang loay hoay với cuộc sống như thế nào thì anh chị giới thiệu vào câu lạc bộ để biết được những cái kiến thức tuyệt vời này và khi mà anh chị có được cái lời giải trong cuộc sống của mình rồi mình đạt được những cái điều mà mình mong muốn rồi á thì trên cái hành trình mình đi mình sẽ tận hưởng cuộc sống mình tận hưởng cuộc sống à, rồi sao mình hướng dẫn lại cho những thế hệ sau của mình mình hướng dẫn lại cho gia đình mình mình hướng dẫn lại cho con cái của mình à, rất là tuyệt vời các anh chị ha à, đấy cho nên những anh chị nào đã biết được đến nhóm này luyện thông tâm trí của câu lạc bộ anh chị đã nhận được những giá trị tuyệt vời của câu lạc bộ đã thay đổi được cuộc sống của mình à, thì vũ trụ đang muốn nhắn nhủ nhắn các anh chị đó là gì đó là anh chị hãy trao những cái giá trị này tuyệt vời này à, đến nhiều người hơn đấy à, mình nhận được rồi à, thì mình hãy cho đi các anh chị à chứ bây giờ mình chỉ nhận nhận những cái điều tuyệt vời mà mình không cho đi mình không có giúp đỡ ai mình không có trao được những cái giá trị cho thị trường á thì sao thì cái thu nhập của mình nó cũng không có gia tăng được đấy À, cho nên là nếu như mà anh chị đã có duyên biết đến câu lạc bộ à, anh chị đã có được sự thay đổi anh chị đã nhận được cái sự à, những cái sự thay đổi tuyệt vời của mình thì sao thì vũ trụ đang muốn nhắn gửi với các anh chị đó là gì đó là hãy giúp đỡ thêm nhiều các anh chị khác nữa để giúp cho họ có thêm được nhiều cái sự thay đổi giống như mình à, giống như là An ngày hôm nay khi mà mình được vào môi trường câu lạc bộ, khi mà mình nhận được những cái giá trị tuyệt vời, mình thay đổi được cái sức khỏe của mình, thay đổi được mối quan hệ của mình, thay đổi được tình hình tài chính của mình, à, thì mình tiếp tục chia sẻ lại, tiếp tục trao giá trị đến cho các anh chị nhiều hơn. À, để anh chị biết được những cái kiến thức tuyệt vời này, anh chị tự đọc, anh chị thay đổi những cái suy nghĩ của mình à, và anh chị thay đổi được những cái điều trong cuộc sống của mình. À, Đúng không ạ? Đấy, vậy nên những anh chị nào đang đồng hành cùng với Thanh An những anh chị nào đang tham gia vào môi trường câu lạc bộ hoặc những anh chị nào chưa tham gia thì chúng ta hãy ra một cái quyết định đó là gì chúng chúng ta hãy ra quyết định là chúng ta hãy tham gia vào những nhóm rèn luyện thân tâm trí của mình để làm gì để mình có được những cái lời giải trong cuộc sống của mình à, lời giải về cái sức khỏe về tài chính về mối quan hệ các anh chị À, và khi mà mình có lời giải rồi thì sao thì mình bắt đầu ứng dụng trong cuộc sống của mình à, ứng dụng vào cuộc sống anh chị nha à, chứ đừng có đi mò nữa à, mò tốn thời gian lắm các anh chị mò tốn tiền lắm đấy mò tốn công sức lắm à, được không ạ đấy ok các anh chị ha à, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau mà thực hiện cái phương pháp uh, nhịp màu ngày hôm nay các anh chị à, đó là gì à, đó là hôm nay này khi mà chúng ta viết ra À, viết ra những cái mối quan hệ mà anh chị muốn hòa hợp á, thì anh chị sẽ viết theo cái cú pháp như thế này à, tên người kia tôi biết ơn vì điều gì đấy ví dụ paul em biết ơn thời gian chúng ta ở bên nhau mặc dù mọi thứ đã chấm dứt nhưng em học được rất nhiều điều à, giờ đây em đã khôn ngoan hơn rất nhiều và em sử dụng những điều mình học được trong cuộc hôn nhân này cho những mối quan hệ khác trong cuộc sống đấy À, thứ hai à, bao à, em biết ơn những điều anh đã cố gắng làm để cải thiện cuộc hôn nhân vì trong 10 năm bên nhau anh đã cố gắng rất nhiều đấy à, và mình cứ ghi tên à, mình ghi ra cái à, tôi biết ơn vì điều gì các anh chị nhé được ạ Rồi Ok à, và trong cái phương pháp à, thực hành ngày hôm nay thì chúng ta sẽ thực thi phương pháp nhị màu số 15 các anh chị nhé đó là gì à, một cảm thấy mình thật hạnh phúc viết ra danh sách 10 điều hạnh phúc Viết lý do tại sao bạn cảm thấy biết ơn Đọc lại danh sách và với mỗi điều hạnh phúc Bạn hãy nói cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn Và cảm thấy biết ơn đối với điều đó Thứ hai, chọn một mối quan hệ khó khăn hay đổ vỡ mà bạn muốn cải thiện Thứ ba, ngồi xuống và liệt kê danh sách 10 điều bạn cảm thấy biết ơn về người đó Hãy viết theo cấu trúc này Tên người kia tôi biết ơn vì điều gì? Đấy, thứ tư trước khi đi ngủ hãy cầm hòn đá nhiệt màu trong tay và nói từ nhiệt màu cảm ơn vì điều tốt đẹp nhất đã xảy ra trong ngày hôm đó rồi ok các anh chị ha đấy đúng không ừ. à, để làm sao à, và cái phương pháp à, nhiệt màu ngày hôm nay đó là gì đó là cái phương pháp để giúp cho chúng ta cải thiện những cái mối quan hệ à, mà có thể là trong quá khứ nó đang à, đang chưa ok các anh chị nhá à, đúng không ạ rồi, ok các anh chị ha. À, và chúng ta hãy thực hành cái phương pháp nhiệm màu này trong ngày hôm nay các anh chị nhé. À, rồi, và Thanh An cũng xin gửi lời à, chào, lời chúc đến tất cả các anh chị. Chúc cho tất cả các anh chị có một cuối tuần thật là nhiều niềm vui, à, thật là nhiều niềm hạnh phúc bên gia đình và người thân các anh chị nhé. À, rồi, xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong những buổi dung, những buổi live stream, những buổi chia sẻ tiếp theo ạ. À. Xin chào và hẹn gặp lại.